nhận quà của chú xong là phải cố gắng học nha. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Phải hứa với chú là học giỏi. Dạ. Sau này học giỏi chú làm chú có tiền, kênh của chú phát triển được chú có tiền, chú về trở lại chú thăm con. Dạ. Chú sẽ hỗ trợ thêm cho con học nha. Dạ. Phải hứa là học giỏi nha con. Dạ, chú. Nha. Dạ vâng chú. Con biết con học để làm gì không? Dạ. Sau này con học con biết chữ, con đi làm, con đi làm có tiền đó. Con biết chữ, con đi làm công ty, con đi làm có tiền, con về con lo cho mẹ. Dạ. Mình cải thiện cái cuộc sống gia đình mình con nha. Dạ. Phải cố gắng học nha. Dạ. Xin chào cả nhà thân thương, quay trở lại video ngày hôm nay trên màn hình nhỏ của Xuân Bắc Vlog nha. Sáng hôm nay Xuân Bắc đang đi lấy chiếc xe đạp để tặng cho một bé học sinh miền núi, người đồng bào Đắk Lây cả nhà. Ngày hôm nay đây là cái phần quà của anh Cường Kha cũng như là các anh chị Mạnh Thường Quân bên Canada. Khi mà Xuân Bắc biết về hoàn cảnh của bé cũng như là bé rất là ngoan cả nhà, cho nên là quyết định tặng cho bé một chiếc xe đạp. Hàng ngày bé đi học là toàn bằng đi bộ không à. Bây giờ Xuân Bắc sẽ qua mua chiếc xe đạp cho bé nha cả nhà. Ngoài ra thì Xuân Bắc sẽ tặng cho bé một phần quà dụng cụ học tập học sinh. Nhưng mà cái phần quà này bé chưa có biết cả nhà. Mình sẽ giấu cái phần quà đi. Sau khi mà gửi cho bé chiếc xe đạp xong, trò chuyện với bé xong thì Xuân Bắc sẽ tạo cho hai mẹ con cái điều bất ngờ trong video ngày hôm nay nhé. Rồi bây giờ cả nhà theo Xuân Bắc qua bên để nhận xe nha cả nhà. Mình mua xe đạp ở bên này. Dạ, chào bác nhá. Hôm nay tới nhận xe đạp. Thằng này nó đi theo ông luôn à? Đi theo luôn hả? Nói chú đó xin cho đi theo luôn. À, theo làm YouTube luôn đúng không? Đi theo cho nó xách gạo, xách gạo, xách đồ luôn. Ở đây á thì cửa hàng xe đạp của bác ở đây là cung cấp cho toàn bộ bà con các em học sinh ở miền núi luôn nha cả nhà. Ở cái khu này này, cái khu đá lệt này này. Bây giờ Xuân Bắc sẽ vào nhận xe. Dạ. Cái xe đâu rồi bác ha? À, dắt ở đây rồi hả? Cái xe này á, ban đầu Xuân Bắc hỏi giá đó thì bác báo là 1 triệu 7 đúng không anh? 1 triệu 7. Và biết là bác mua cho các bé học sinh miền núi đó thì anh bớt cho 50.000 là còn 1 triệu 650.000 nha cả nhà. Xe rất là đẹp luôn. Xe mình tự ráp á. Dạ, xe tự ráp. Xe của Trung Quốc nhập tầm 73 đó. Dạ. Mua xe ở đây á thì sau này xe có hư hại gì đó thì tới đây tôi làm không cho. Bác chủ ở đây bác làm không cho các bé luôn. Đó, bao chạy luôn. Xe rất là đẹp, là cứng cáp luôn cả nhà. Đó, còi xe này. Xuân Bắc mua cái xe này á để cho bé hiện tại năm nay á bé học là học lớp 7. Bé học lớp 7 thì mua cái xe này á, có thể là bé học hết cấp 3 luôn cả nhà. Sử dụng được lâu dài luôn. Xe rất là cứng cáp luôn. Hôm bữa là em đặt cọc 50 rồi đúng không? À, đặt cọc 500 rồi. Bây giờ 1 50 không? Dạ. 1 50 nữa. $1 triệu 150.000. Bác viết cho em cái giấy luôn nha. Cái giấy mua xe 1 triệu này 150.000. Rồi bác đủ ha. Dạ, viết cho em cái giấy xe đó. Thì cái giấy xe thôi, giấy xe đạp 1 triệu, cái giá xe 1 triệu 650 thôi. Để về đưa cho bé, bé cầm á. Giữ lại cái gì cũng mang ra, có hư xe gì đó mang ra cho bác cũng sửa. Cho cái số điện thoại ghi vô đó luôn nghe bác. Tiệm xe đạp tôi tên Lành đó. À, anh Lành, tiệm xe đạp anh Lành, xe 600 video màu đỏ. Cái tên xe vậy hả? À, tên xe vậy. Dạ, giá xe là 1 triệu 650. Bảo hành miễn phí 1 năm. Ghi vậy được rồi, bác cho số điện thoại bác vô thôi. Đó, để liên hệ thôi. Vậy là thanh toán đủ tiền bác ha. Dạ. Bây giờ Xuân Bắc sẽ chạy thử nha. Lui lui. Lui lui lui. Rồi, lên được. Xe đẹp quá, cứng lắm cả nhà. Tốc kèn nhá. Xe cứng cáp lắm. Rồi, bây giờ sẽ ràng xe lên. Hình như là phải giữ lại cái cổ. Đứng vậy hả chú? Đứng vậy sao được? Đó, nằm xuống. Đó. Không, cho nằm kiểu kia. Đây nè, kê cái này kích vào. Bây giờ anh Đồng với chú tiệm sẽ ràng cái xe lên. Tại vì từ đây cả nhà di chuyển vào trong vùng núi bên trong cũng còn rất là xa. Sáng ngày hôm nay thì ngoài việc trao quà cho bé, anh em chú cháu Xuân Bắc còn một công việc nữa. Đó là đi tìm lại vợ chồng chị Phấn để mà chia sẻ hoàn cảnh của chị. Theo như lời nhắn của anh Cường Kha và các anh chị Mạnh Thường Quân bên Canada, khi mà anh xem cái tập video mà Xuân Bắc chia sẻ trò chuyện với anh chị ở chỗ vùng núi, ở suối đó cả nhà, thì thấy hoàn cảnh của anh chị rất là tội. Anh muốn hỗ trợ cho các bé chi phí ăn học. Và bây giờ Xuân Bắc sẽ trở lại để tìm gặp anh chị, chia sẻ đến cả nhà trong video tập sau nha cả nhà. Đó, cứng cáp rồi đó. Vậy thì không ngồi được, vậy mới ngồi được. Đúng rồi, vậy mới ngồi được. Ngồi né né. Vậy mới ngồi được chứ. Phải còn cái bánh xe này nè. Vòng qua. Sau khi mà nhận xe đạp xong cả nhà, thanh toán tiền xong, bây giờ ba anh em chú cháu đang chạy vào trong vùng núi để mà trao gửi cái phần quà ngày hôm nay đến bé gái con của chị Thái. Từ ngoài đường ngoài chạy vào trong này cũng rất là xa luôn cả nhà. Đây cũng là một món quà tinh thần mà kênh Xuân Bắc Vlog muốn gửi đến các bé học sinh miền núi để khuyến khích cho các bé học tập, các bé học biết chữ, sau này đi làm cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn. Nó cải tiến được cái đời sống bà con miền núi cả nhà. Đây là khích lệ cái tinh thần học tập cho lớp trẻ. Cảm ơn anh Cường Kha rất là nhiều, cũng như là các anh chị Mạnh Thường Quân bên Canada đã hỗ trợ cho bà con những cái phần quà và cái phần quà cho bé học sinh ngày hôm nay. Tới nhà của mẹ con chị Thái rồi cả nhà. Bây giờ anh Đồng với chú Tiệm sẽ gỡ xe đạp xuống. Anh Đồng, bỏ cái này vô giỏ. Lấy cái bao trắng này nè, bỏ vô. Xe đẹp quá cả nhà. Bé bây giờ đang đi học rồi cả nhà. Khoảng 11 giờ trưa thì bé mới đi học về. Chút xíu nữa thì mấy anh em chú cháu á, Xuân Bắc sẽ chạy cái xe này ra tới trường á, để cho bé chạy về nha cả nhà. Hồi nãy nhận xe thì cũng kiểm tra rất là kỹ rồi. Ngoài cái phần quà là một chiếc xe đạp á, thì Xuân Bắc sẽ tạo cho bé một cái điều bất ngờ nữa sau khi mà nhận xe xong nha cả nhà. Chị ơi, chị ra đây với em tí. Anh Đồng kiểm tra lại coi ok chưa? Cái yên siết chặt chưa? Cái yên xe kìa. Cái này là cái gác nha. Cái gác mà không xài nó là kéo lên vậy nè. Nha. Còn cái này nếu mà kéo nó cao quá, tăng giảm. Nó tăng giảm, vặn ra. Đó, mình vặn ra vậy nè. Đó. Vặn ra vậy là mình giảm xuống. Mình giảm xuống. Hoặc là mình kéo lên. Nếu nó cao quá mình giảm xuống. Được không? Giảm xuống này xong mình quay vô lại. Nha. Quay chặt lại cho cháu. Đó, cho cháu nó chạy. Em trò chuyện với chị tí nè. Chị về làng hôm nào? Hôm qua. Hôm qua. Dạ, tới hôm qua cỡ 6 giờ. À, rồi khi mà về nhà là cháu có báo tin là hôm nay có chú xuống tặng xe không? Có. Có gọi nó ngày nào mà chú nói tăng xe này không biết, ủa sao không có gì. Lỡ mà mẹ đi làm á, thì một mình còn ở nhà. Dạ. Bắt đầu nó quay điện cho chị đúng không? Ừ. Rồi hôm qua nghe, hôm trước chứ nhà 2 ngày rồi đúng không? Dạ. Là khi mà nghe bé nói là hôm kia thì chị ngủ ở rẫy, hôm qua ở rẫy. Hôm qua là chị xuống nhà, xuống làng. Hôm kia thì ngủ rồi. Dạ, thì khi mà nghe bé nói là em sẽ trở lại, em tặng xe đạp á, chị có tin không? Ừ, tin chứ. Có nghi ngờ gì không? Có. Có hả? Nói chung là cũng hy vọng đúng không? Lúc đó là mình cũng vui, nhưng cũng hy vọng là thật đúng không chị? Vừa vui vừa sợ sau này ấy, thì tăng thì lỡ mà con đi đầu người ta đôi nở vậy á. À. vừa thích vừa sợ. Không có gì sợ hết, cái này là sợ sau này con đi đầu á, thì nói đi đậu hả? Đi đầu vậy á thì sợ đôi nở là cái gì lấy xe tước á. Cái này em nói chị này. Cái này em mua có biên lai, có phiếu đàng hoàng. Yeah. Và em đã thanh toán toàn bộ số tiền của cái xe. Không có nợ gì hết. Đấy. Chị nha. Dạ. Em đã thanh toán hết toàn bộ cái số tiền. Chút xíu em sẽ đưa phiếu cho chị. Chị giữ cái phiếu đó. Cái phiếu đó sẽ bảo hành cho chiếc xe này 1 năm. Không có tốn tiền sửa. Chị nha. Cứ chạy ra ngoài đó. Ra ngoài đầu ngoài á. Là có cái cửa hàng xe đạp ở đó. Hư cái gì mang ra đó sửa. Không có tốn tiền. Chị nha. Còn tiền chiếc xe là em đã trả hết rồi. Không có nợ nần gì nhá, không có nợ gì hết nha. Chị không có nợ gì hết. Sợ chứ. Không có sợ gì hết, có nghĩa là em đã trả hết rồi. Có gì có cái số của em gọi cho em. Nha. Rồi bây giờ em hỏi này. Hôm nay chị Chị đến gần chiếc xe đạp đi. Chị đứng ngay chiếc xe đạp á. Rồi hôm nay thấy chiếc xe đạp ngay trước mặt rồi. Bây giờ cảm xúc của chị đang là như thế nào? Chị không biết nói. Chị vui không? Dạ vui chứ. Vui. Bây giờ sáng giờ con gái có hồi hộp không? Dạ không có. Tối hôm qua hai mẹ con ngủ ngon không? Bình thường à. Chị cũng hay mắc cỡ cả nhà. Chị không biết nói gì hết, chị cũng mắc cỡ. Bé cũng rất là ngoan. Chút xíu khi mà bé đi học về, Xuân Bắc sẽ trò chuyện với bé và chia sẻ đến cả nhà. Bé rất là ngoan luôn. Chính vì vậy mà khi mà trò chuyện với bé đó, Xuân Bắc muốn tặng cho bé một chiếc xe đạp để khuyến khích cho bé học tập, bé học, bé biết cái chữ, để sau này đi làm cả nhà. Rồi bây giờ chị dắt xe vào nhà nha. Dạ. Chút xíu nữa chị sẽ chạy cái xe này đi đón nó hả? Đi đón bé về nha. Dạ. Thôi em thì em tính chạy đó, nhưng mà thôi để cho mẹ chạy đi nha. Chứ mà em mà chạy á thì đâm ra là thành xe đạp cũ. Nói chơi chứ chút xíu chị Thái chạy xe đi đón bé về nha. Dạ. Còi nè, em đã thử hết rồi. Cảm ơn em. Dạ. Cả nhà thân thương, bây giờ là 10:30, tầm khoảng nửa tiếng nữa thì bé sẽ đi học về cả nhà. Đây là chị Thái, mẹ của bé nha cả nhà. Chị đang chạy trên chiếc xe đạp mới ra chở con đi học về. Bây giờ Xuân Bắc sẽ theo chị đi ra trường bé học luôn nha. Sẽ cho bé một bất ngờ khi mà rời cái buổi học và thấy được cái phần quà ngày hôm nay của mình luôn. Ngoài ra thì Xuân Bắc sẽ cho bé một cái điều đặc biệt nữa, bất ngờ nữa. Nhưng mà để sau khi mà bé nhận xe xong thì Xuân Bắc mới tiết lộ nha. Xe chạy ngon không chị? Em ha. Em nha. Chị rất là vui luôn cả nhà. Trên này các bé học sinh miền núi đó thiếu thốn rất là nhiều. Không có xe đạp để đi đâu cả nhà. Nhiều khi cũng không có dám mơ tới cái xe nữa. Chú chào con nha. Cho chú đeo cái này cho con chút xíu nha. Vừa mới học về luôn hả con? Con nói lớn tí nha. Con tên gì? Dạ, chú Mai Thị Thu Hoài. Mai Thị Thu Hoài. Học mệt không con? Chú mệt. Mệt hả? Ngày nào con đi học con cũng đi bộ hả? Dạ vâng. Đi bộ từ nhà tới trường, rồi đi học xong rồi đi bộ từ trường về tới nhà. Dạ. Con thấy món quà ngày hôm nay chú tặng cho con nè, con vui không? Chú là vui. Vui lắm hả? Dạ vâng. Có nghĩ là hôm qua con nghĩ là chú nói xạo con không? Hôm qua có ngủ được không? Dạ, ngủ được. À, ngủ được hả? Chắc cũng chờ tới sáng hôm nay để nhận quà ha. Dạ vâng. Con thấy cái xe này đẹp không? Thưa chú là đẹp. Đẹp hả? Dạ. Bé rất là ngoan luôn cả nhà. Xuân Bắc đợt trước vào nhà bé để thăm hai mẹ con. Bé lúc nào khi mà nói chuyện cũng khoanh tay hết cả nhà, rất là dễ thương. Mà nói chuyện rất là lễ phép luôn. Cho nên là khi mà biết bé đi học hàng ngày phải đi bộ, Xuân Bắc đã quyết định tặng cho bé một cái xe đạp để bé có cái xe bé đi học. Đây cũng là một cái động lực, tạo cái động lực cho các em học sinh miền núi cố gắng học để biết được cái chữ, sau này đi làm có tiền thì cái cuộc sống của người đồng bào miền núi họ sẽ được cải thiện hơn. các bé đi học thì cũng biết cái đồng tiền kiếm được như thế nào và đi làm người ta trả cho bao nhiêu tiền về để phụ với gia đình. Nhận quà của chú xong là phải cố gắng học nha. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Phải hứa với chú là học giỏi. Dạ. Sau này học giỏi chú làm chú có tiền, kênh của chú phát triển được chú có tiền, chú về trở lại chú thăm con. Dạ. Chú sẽ hỗ trợ thêm cho con học nha. Dạ. Phải hứa là học giỏi nha con. Dạ, chú. Nha. Dạ vâng chú. Bé nói chuyện rất là nhỏ nhẹ luôn. Mẹ sao con y vậy luôn cả nhà. Hai mẹ con rất là dễ thương luôn. Rồi thôi bây giờ chú gửi xe cho con nha. Đi về nhà. Chạy xe về nhà. Chị qua đây chở bé về. Coi nè. Đó. À, hai bé kia nữa. Hai bé kia cũng gần nhà hả chị? À, gần nhà luôn. Các bé đều không có xe để đi học cả nhà. Đoàn là đi bộ không à. Thôi để khi nào có tiền Xuân Bắc sẽ mua xe tặng cho các bé để các bé đi học cả nhà. Kênh bây giờ cũng chưa có tiền để mà mua. Đây là món quà của anh Cường Kha và các anh chị Mạnh Thường Quân bên Canada tặng cho bé. Rồi thôi bây giờ con cứ đi nha. Dạ. Chị cứ chở bé về đi, không sao. Cảm ơn chú. Ừ. Bé rất là dễ thương luôn cả nhà. Rồi bây giờ con theo mẹ lên xe về nhà nha. Chú cũng về nhà luôn, trò chuyện với con thêm tí nữa nha. Bây giờ anh Đồng sẽ chở hai bé này về luôn. Xuân Bắc sẽ đi bộ nha cả nhà. Rồi anh chở hai bé về đi. Chị Thái đang chở con gái ngay phía trước bằng chiếc xe đạp. Anh Đồng thì chở hai bé học sinh, cũng bạn của bé luôn. Bé con chị Thái về luôn. Xuân Bắc sẽ đi bộ. Chú Tiệm thì đang ở nhà rồi. Hồi nãy đi cũng không biết là có hai bé cả nhà. Cả nhà thân thương thấy thì hàng ngày đó các bé học sinh miền núi, các bé phải đi những cái chặng đường rất là xa để mà đến trường đi học cả nhà. Những ngày vừa qua khi mà quay chia sẻ về đời sống bà con miền núi ở đây á, Xuân Bắc đi dọc những cái con đường theo cái sườn núi, mình thấy các bé đi học đi bộ rất là thương cả nhà. Đây là món quà đầu tiên Xuân Bắc gửi tặng thay mặt các anh chị Thường Quân, gửi tặng cho một bé học sinh miền núi. Cũng mong là kênh càng ngày càng phát triển hơn, được sự yêu thương của quý vị khán giả khắp mọi nơi ủng hộ cho kênh để Xuân Bắc có tiền từ YouTube. Xuân Bắc sẽ mua những cái phần quà để tặng cho các bé học sinh miền núi. Đây cũng là một cái động lực để cho các bé cố gắng học bằng cách là hỗ trợ thế hệ mầm non cả nhà, hỗ trợ thế hệ trẻ để mà giúp được người đồng bào á, thì Xuân Bắc nghĩ là mình sẽ giúp thế hệ trẻ học. Các bé học á, biết chữ thì sẽ cải thiện cuộc sống của họ được. Chứ còn là cuộc sống của bố mẹ các bé, ông bà bố mẹ các bé thì từ xưa tới giờ và họ không biết chữ. Ở dưới này họ không sống được, họ phải đi lên núi để mà ở trên những cái vùng núi rất là xa xôi. Họ sống qua ngày và kiếm miếng ăn ở trên đó rất là khổ. Những ngày vừa qua thì Xuân Bắc có đọc những cái bình luận của quý vị khán giả ở trên kênh. Có một cái bình luận của khán giả bình luận ở trên kênh nói Xuân Bắc giúp, khi mà mình muốn giúp là phải giúp tận gốc cái khó, cái khổ của họ. Chứ còn nhiều khi mình gửi những cái phần quà thì cũng không có giúp họ được nhiều, cuộc sống của họ vẫn như vậy. Thì Xuân Bắc nhớ mãi cái bình luận này. Tuy nhiên bây giờ để mà giúp ngay thì rất là khó và kênh chưa có đủ kinh phí cũng như là cái sức của Xuân Bắc chưa đủ để mà làm được cái việc đó. Cho nên là Xuân Bắc nghĩ thì thôi bây giờ mình cứ hỗ trợ được bà con cái gì thì mình giúp cái trước mắt. Còn về có nghĩa là giúp cho bà con có cái bữa cơm ngon để bà con ăn cả nhà. Những cái bữa cơm của họ cũng rất là khổ, rất là thương luôn. Còn cái việc mà giúp bà con cuộc sống khá hơn, tốt đẹp hơn thì Xuân Bắc nghĩ là mình sẽ giúp thế hệ trẻ học. Thì một hộ gia đình mà có các bé học thì sẽ cải thiện cuộc sống của họ được hơn. Các bé lớn lên sẽ biết chữ và học giỏi hơn. Thì cái đó là cái hướng mà Xuân Bắc đang hướng tới. Quý vị nếu mà đồng ý với suy nghĩ này của kênh Xuân Bắc Vlog, bình luận ngay bên dưới cho Xuân Bắc biết nha. Cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều luôn. Bây giờ con ngồi lên chiếc xe thử coi con coi vừa không, để chú chỉnh lại cho con nha. Có vừa chân không? Cao quá đúng không? Anh Đồng ơi, chú chỉnh thấp in lại cho con nha. Chú mua cái xe này á để cho con học. Con học lên cấp 3 con vẫn đi được. Thì khi mà con lớn lên á, con nâng cái chiều cái xe lên, cái yên xe lên, nó cao lên là con đi được nha. Dạ vâng. Anh nâng cái canh cái yên cho bé đi. Hạ thấp xuống tí cho bé ngồi. Ngồi không tới chân. Không tới chân hả? Hạ xuống tí nữa. Rồi, được rồi. Tí nữa đi. Thôi, được rồi. Để cho bé ngồi coi vừa không đã. Không có bẻ cái đó được. Không được. Canh cho nó chuẩn cho bé ngồi. Rồi, siết lại. Bé rất là ngoan, rất là lễ phép luôn cả nhà. Hồi nãy Xuân Bắc khi mà đi đón bé đó, bé có nói là chú chạy xe cẩn thận nha. Rất là thương luôn cả nhà. Con học có giỏi không? Chứ chú dạ không. Con học sinh gì? Học sinh khá hả? Dạ vâng. Phải cố gắng học giỏi nha. Dạ. Phải hứa với chú cố gắng học giỏi. Con biết con học để làm cái gì không? Dạ. Sau này á, con học con biết chữ, con đi làm, có tiền đó. Con biết chữ, con đi làm công ty, con đi làm có tiền, con về con lo cho mẹ. Dạ. Mình cải thiện cái cuộc sống gia đình mình con nha. Dạ. Phải cố gắng học nha. Dạ. Được chưa? Rồi con ngồi lên thử coi. Con ngồi lên thử coi vừa chưa nha. Vừa chưa? Vừa. Có xuống tí, xuống hết cỡ chưa? Hơi nghiêng chút được. Bây giờ con chạy thử. Con chạy thử một vòng chút xem nào. Gạt lên nha. Con chạy thử coi. Con dắt ra con chạy thử coi. Hay là con chạy luôn. Con cứ chạy đi. Được rồi, chắc là vừa đó. Ừ, vậy được rồi. Lúc nào mà con muốn nâng cao lên á thì con chỉnh cái này nè, con biết không? Dạ, biết chú. Con nói mẹ chỉnh cái này nâng lên nha. Dạ. Được rồi, cứ ngắm lên thẳng chưa? Thẳng chưa? Cái nếu mà cái yên này á phải mở, phải kiếm cái khóa 13 mở này ra bẻ cái đầu này lên. Thôi cái đó kệ nó không sao. Hơi chút xuống. Chắc người ta thiết kế như vậy rồi. Hả? Cho dễ trượt xuống á. Đúng rồi, thiết kế như vậy cho các bé dễ trượt xuống. Xuân Bắc sẽ quay kỹ cái xe lại cho cả nhà xem nha. Cả nhà thân thương, như vậy là ngày hôm nay Xuân Bắc cũng đã trao cái xe đạp mới cho con gái của chị Thái, bé đang ngồi kế bên Xuân Bắc này cả nhà. Bây giờ chú sẽ cho con một cái điều bất ngờ hơn nữa, một cái món quà nữa chú tặng riêng cho con. Con vui không? Chú là vui. Hôm nay là nhận xe đạp mới rồi này, chạy thử xe luôn này này. Thích không con? Chú là thích. Ừ. Con phải hứa với chú là học thật giỏi nha. Cố gắng học giỏi, biết chữ, sau này phụ với mẹ, đi làm có tiền phụ mẹ, rồi lo cho gia đình mình con nha. Dạ vâng. Gia đình chỉ có hai mẹ con thôi cả nhà. Có chị thì thường xuyên phải đi lên núi cao. Ở trên núi đó, khi mà chị ở làng á, là chị không biết làm gì ở dưới làng để mà có tiền cho bé đi học. Thấy nhiều khi con đi học á, chị lụm ở trên mà chị nhặt hái những cái lá rừng á. Đợt trước là chị hái cái lá sâm, chị bán được có 10.000 thôi. 10.000 đó chị cũng để dành lại để cho bé có tiền bé đi học. Thì khi mà biết cuộc sống hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con, Xuân Bắc có xin phép anh Cường Kha cũng như là các anh chị Mạnh Thường Quân bên Canada, cái số tiền còn lại, chị lấy dùm em cái cặp. Dạ chị đưa qua đây dùm em. Cả nhà thân thương, như Xuân Bắc đã chia sẻ thì đây là cái con để qua đây dùm chú nha. Đây là cái cuốn sổ tay của kênh. Thì trong này Xuân Bắc có ghi lại cái số tiền của anh Cường Kha cũng như là các anh chị Mạnh Thường Quân bên Canada gửi vào quỹ của kênh. Thì sau cái chuyến hành trình mà hỗ trợ cho bà con cái vùng sạt lở ở làng Lũ, Lào Cai và Cao Bằng, miền Bắc đó cả nhà, Xuân Bắc còn dư lại cái số tiền đó là 6.190.000 đồng. Thì Xuân Bắc mua khoảng 10 phần quà. Khoảng 10 phần quà thì hết là 3.979.000. 10 phần quà thì cái số tiền Xuân Bắc có để chi tiết trong cái phần bình luận của từng video khi mà sử dụng cái số tiền của anh Cường Kha. 6.190.000 trừ 3.979.000 thì còn lại là 2.211.000 đồng. Số tiền 2.211.000 đồng này Xuân Bắc sẽ sử dụng trong cái video ngày hôm nay để hỗ trợ cho thế hệ trẻ, hỗ trợ cho bé cố gắng học. Thì em có mua cái xe này á. Bây giờ em sẽ gửi cho chị cái giấy nha. Khi mà mua cái xe có một cái giấy. Cái giấy này á là cái anh chủ cửa hàng xe, anh có ghi lại cái số điện thoại của anh ở đây luôn. Bảo hành 1 năm có ghi rõ ở đây luôn chị ha. Đó. Em đã trả đủ tiền. Ở đây có cái dòng là đã trả đủ tiền. Là chị không phải trả tiền gì hết nha. Cái này em đã trả rồi. Không có thiếu tiền nha. Em đã trả rồi. Chị giữ lại cái giấy này. Cả nhà thân thương. Ở đây là có cái giá của xe này. Đó. 1.650.000. Rồi bây giờ em gửi cho chị cái giấy này nha. Thì cả nhà thân thương. 1.650.000. Thì 2.211.000 trừ đi thì còn 565.000. Còn 565.000 thì Xuân Bắc có mua cho bé một cái cặp và những cái đồ dùng văn phòng phẩm học sinh, một cái phần quà học sinh nữa Xuân Bắc mua cho bé. Thì vậy là cái số tiền quỹ của anh Cường Kha cũng như là các anh chị Mạnh Thường Quân bên Canada cho tới tập video hôm nay đã hết. Em thông báo là đã hết rồi nha. Cảm ơn tấm lòng của các anh chị rất là nhiều đã mở tấm lòng vàng gửi những cái phần quà đến bà con khó khăn miền núi. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân với chú nha. Con cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân. Con nói đi. Con cảm ơn các chú Mạnh Thường Quân đã gửi cho con chiếc xe đạp. Đã gửi cho con chiếc xe đạp. Và một phần quà học tập. và một phần quà học tập. Con hứa là con sẽ học thật giỏi. Con hứa con sẽ học thật giỏi. Bé rất là ngoan luôn cả nhà. Rồi bây giờ chú sẽ gửi cho con cái phần quà nha. Dạ, hôm nay chỉ có quà cho bé thôi, không có quà cho mẹ nha cả nhà. Chị vui không? Vui. Vui chị ha. Hôm nay con cũng có quà, con gái cũng có quà, mình vui chị ha. Đây là cái cặp chú mua cho con nha. Con thấy cặp đẹp không? Chú dạ đẹp. À, con có thích không? Dạ, chú dạ thích. Chị ngồi lui đây với em nè. Ngồi lui sát vô đây nè chị. Rồi. Cái cặp mới chú gửi cho con nha. Dạ, cảm ơn chú. Cái cặp này á, Xuân Bắc mua là giá 210.000 cả nhà. À, có cái phiếu ở đây luôn. Ngoài ra thì chú mua cho con một hộp bút màu, bút tô màu này, bút nước này nha, dạ. Bút sáp luôn. Đây chú gửi cho con nha. Con cảm ơn chú. Không sao đâu chị, để tí lấy chị có đựng gì chị đựng đồ. Rồi, ngoài ra đây là một bộ đồ dùng học sinh Xuân Bắc mua cho bé. Đầu tiên ở đây sẽ có cái phiếu cả nhà. Đây sẽ có cái phiếu. Cái phiếu này á, Xuân Bắc mua là 653.000 đồng. Trong này có tất cả những cái như là ba lô này, vở, bút, viết, bộ màu. 653.000. Rồi Xuân Bắc sẽ bỏ vào đây. Cái này là một bộ thước con nha. Một bộ thước viết comba luôn. Có comba luôn. Rồi chú đưa cho con nha. Cảm ơn chú. Ừ. Rồi chú mua thêm cho con. Cái này là một bộ hộp bút. Bút chì đầy đủ luôn nha. Rồi có tẩy gôm, chút bút chì. Trong này có cả thước luôn. Rồi, của con. Con đi học con có mang nước đi uống không? Không. Không hả? Không có bình nước mang đi uống hả? Dạ. Thương quá cả nhà. Chú mua cho con một cái bình nước để con đi học con bỏ nước con mang đi uống. Khát nước thì lấy uống nha. Dạ, con cảm ơn chú luôn. Ừ. Rồi ngoài ra thì Xuân Bắc mua cho bé 2 sấp tập viết, tập học sinh đó cả nhà. Tập này là tập 200 trang. Một sấp á, là 5 cuốn. 2 sấp là 10 cuốn. Giá của một sấp này là 15.000. 2 sấp là 30.000. Nặng không con? Rồi chú để ở đây nha. Hơi nặng. Ở đây thì 2 cây viết này là Xuân Bắc được cửa hàng tặng cho bé nha. 2 cây viết bi. Rồi chú mua thêm cho con 2 cây viết viết xanh này, viết bi ha. Viết mực và 2 cây viết đỏ. 1 cây viết xóa. Đây là tổng cái phần quà học sinh chú tặng cho con. Chú thay mặt cô chú Mạnh Thường Quân tặng cho con. Bây giờ con vui không? Thế chú dạ vui. Vui hơn hồi nãy không? Vui. Bé rất là dễ thương. Chú rất nhiều. Ừ. Con phải cố gắng con học giỏi này. Sau này chú làm cái kênh á, càng ngày nó càng phát triển. Nếu mà nó phát triển lên được, chú có tiền, chú sẽ trở lại chú thăm con. Và chú muốn lúc mà chú trở lại là con phải có những cái kết quả học tập thật là giỏi nha. Thì khi mà con học được như vậy á, chú sẽ hỗ trợ, lúc đó chú có tiền chú sẽ hỗ trợ cho con học nha. Để mà mình cải thiện cái cuộc sống gia đình mình, con phải hứa với chú nha. Ừ. Rồi, chị thân mến, hôm nay em đã gửi cho chị, cho cháu một phần quà. Chú xin phép con nha. Chị gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Gửi phần quà cho bé. vừa gầy không lại không bé. Dạ. Nói chung thì chị cũng không có quen nói cả nhà, chị hơi ngại. Thôi cả nhà cũng thông cảm. Xuân Bắc một lần nữa đại diện cho hai mẹ con gửi lời cảm ơn tới anh Cường Kha cũng như là các anh chị Mạnh Thường Quân bên Canada. Cảm ơn tấm lòng vàng của tất cả các anh chị đã mở tấm lòng gửi những cái phần quà để hỗ trợ cho bà con khó khăn miền núi. Và đây cũng là một cái phần quà Xuân Bắc thấy rất là vui khi mà ngày hôm nay gửi một cái phần quà cho thế hệ trẻ để khuyến khích các bé cố gắng học giỏi để mà cái cuộc sống nó khá hơn. Đây cũng là một cái cách mà Xuân Bắc nghĩ là nếu như mà mình có khả năng, Xuân Bắc có khả năng thì mình sẽ hỗ trợ cho các bé thế hệ trẻ để khuyến khích các bé học, cũng là hỗ trợ cho gia đình bà con miền núi họ cải thiện được cái cuộc sống hơn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xuân Bắc xin phép được kết thúc video ở đây. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, gửi lời chúc sức khỏe tới các anh chị Mạnh Thường Quân. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu của mình. Tạm biệt nha. Con chào khán giả với chú nha. Giơ tay chào con. Rồi.